Thưa quý vị, làn da của trẻ thường rất mong manh, bởi vậy việc lựa chọn đồ cho bé mặc, bé sử dụng vào thời điểm mới sinh là vô cùng quan trọng. Từ chất liệu vải, hình dáng, kiểu dáng quần áo đều phải được chọn tỉ mỉ, kỹ lưỡng và phù hợp với trẻ theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh, cha mẹ hiện nay vẫn đang loay hoay tìm kiếm một thương hiệu phù hợp và an toàn dành riêng cho trẻ giữa một thị trường ngành hàng mẹ và bé đa dạng như hiện nay. Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể lựa chọn được sản phẩm tốt cho con? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Thấu hiểu được sự lo lắng của các bậc phụ huynh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thời trang Gia Huy có mặt tại thị trường Việt Nam và đem đến các dòng sản phẩm quần áo trẻ em sơ sinh mang thương hiệu Baru. Baru Baby là thương hiệu chuyên về áo quần, phụ kiện cho trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi. Áo quần được thiết kế đẹp, hiện đại, tinh tế trên chất liệu vải sợi tre kháng khuẩn, mềm mại, thoải mái và an toàn cho trẻ. Đây cũng chính là ý tưởng của nhà thiết kế và cũng là của một người mẹ đã có con với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Thương hiệu Baru Baby được sáng lập với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ. Ngay từ đứng đầu thành lập thì công ty đã nghiên cứu rất kỹ về chất liệu, sản phẩm mềm mại và thoải mái nhất để cho các bộ quần áo, các phụ kiện vô cùng đáng yêu và thân thiện cho trẻ em. Thương hiệu hướng tới phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm thời trang, sản phẩm dành cho mẹ bé cũng như mở rộng các hệ thống đại lý phân phối online và offline, nâng cao cái năng mềm cho đội ngũ nhân sự để khách hàng đến với sản phẩm Baru Baby được trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất và trải nghiệm mua hàng thoải mái nhất. Ngoài chú trọng với chất liệu vải, Baru Baby còn tuân thủ nghiêm ngặt, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất, từ thiết kế, sáng tạo cho đến không ngừng nâng cao chất lượng gia công và chất lượng thành phẩm. Hiện tại, thương hiệu cũng đã thiết lập được một hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chứng nhận hợp quy dệt may do Bộ Công Thương ban hành, đảm bảo quy chuẩn về sản xuất và nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như các thành phần, không tồn đọng dư lượng formaldehyde và các amin thơm vượt mức gây hại cho người tiêu dùng. Từ đó, Baru xây dựng niềm tin, tạo dựng thương hiệu bằng chính chất lượng sản phẩm mà mình mang lại. Đợt trước, tôi có được bạn bè và người thân giới thiệu tới hãng quần áo sơ sinh Baru Baby và tôi đã có những cái trải nghiệm qua kênh bán hàng online và cảm thấy rất là hài lòng. Được biết là hãng tiếp tục phân phối tại hệ thống cửa hàng Excom thì tôi có đến đây và mua những cái sản phẩm mới của hãng để trải nghiệm cho bé nhà mình. Thì qua một thời gian sử dụng thì tôi thấy là rất hài lòng với cả sản phẩm về chất liệu rất là mềm mại, không gây kích ứng cho làn da của bé. Và đợt tới thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm thời gian dài và cùng giới thiệu đến người thân và bạn bè để cùng trải nghiệm. Hiện tại, để phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng, Baru đã phát triển hệ thống mua hàng trực tuyến cũng như có mặt tại nhiều cửa hàng đồ dùng mẹ và bé lớn như hệ thống đồ sơ sinh Excom. Tại đây, các mẹ sẽ nhận được sự tư vấn tận tình cũng như được thoải mái trải nghiệm, lựa chọn các sản phẩm phù hợp cho con của mình. Ngoài ra, Baru cũng đang cố gắng phát triển và mở rộng hơn nữa các kênh phân phối để đưa sản phẩm chất lượng tới tận tay người tiêu dùng, đồng hành cùng cha mẹ trong quá trình lớn lên của trẻ. Baru Baby, nâng niu giấc ngủ bé yêu.